xin chào cô, xin chào tất cả mọi người. Như vậy thì mỗi một lần mình có một cái video reaction thì điều đó có nghĩa rằng là cái công việc mình đã kết thúc rồi. Và cái khi mà cái công việc kết thúc rồi á thì sẽ ít gặp gỡ bệnh nhân hơn này, rồi là mình sẽ lại đi vào một cái vòng khác, giống như vòng chu thiên khác vậy. Chúng ta trở lại với mùa hè năm 2022 coi nhỉ. Dạ, mình coi cái hình á, mình coi cái hình mình thấy là mọi người đeo khẩu trang rất là nhiều. À, tại sao COVID, mọi người lại đeo khẩu trang bởi vì COVID? Mới bớt. Hồi đó là cô Phượng chích mũi 3 và sau đó cô Phượng về Việt Nam. Dạ. Đó, về Việt Nam thì hồi đó thì ekip có tổ chức đi đón cô Phượng. Thì thường ở trong phòng khám thì chưa có cái lệ đó. Tại sao lại đi đón cô Phượng như vậy? Là bởi vì là cô Phượng là con gái này. Xong rồi chẳng có biết Hà Nội là ở đâu cả. Tại vì là ở trong Sài Gòn hoàn toàn là sinh hoạt ở trong đó. Rồi ở Đức rất là nhiều năm rồi. Tự nhiên bây giờ bảo cô Phượng đến làm răng. Thì bây giờ sợ lạc này, rồi sợ giật này, sợ đất, rất đủ mọi thứ. Thì là hôm đó là ba anh em đi, là bác sĩ Tùng này, có Thịnh này, có cô Anh đi đón cô Phượng ở sân bay để đi đến làm răng. Thì sau đó thì cô Phượng bây giờ cũng đã quen với cả Hà Nội rồi, không biết là có cảm nhận được cái đẹp cổ kính của Hà Nội hay là không. Hà Nội cũng đẹp, Thái Nguyên cũng đẹp. Thì cái hành trình hôm nay á, cháu sẽ cho cô xem lại tất cả, tức là mình review lại toàn bộ cái quá trình từ cái hôm đó là mùng 4 tháng 5 luôn nhỉ? Mùng 4 tháng 5, dạ. Cô có thể kể cái hành trình một chút từ Đức về cô sửa soạn sắm sửa như thế nào? À, từ Đức mà cô Phượng về thì nói chung là cái cảm giác rất là lo sợ. Bùng dịch, rồi dịch lúc đó mới vừa bớt thôi. Nhưng mà cô Phượng đi về Phượng sợ. Nên là khi mà về tới Hà Nội rồi là cô Phượng rất là sợ. Coi như không có tin tưởng được ai mà không Covid hết á. Dạ. Khẩu trang là 100% luôn. Dạ. Nhưng mà sau này thì bây giờ quen rồi. Nói chung là cũng ngay là thể trạng rất là tốt nhé. Dạ. Cũng lời khuyên cho các cô các bác là mình về mình sẽ về theo cặp. Như vậy là mình về có bạn. Nếu mà cô Phượng là đúng là cô Phượng là quá dũng cảm rồi. Một trường hợp đặc biệt rồi. Thế bây giờ mình sẽ xem cô nhé. Ok. Đó. Thì đó cô Phượng. Cô Phượng ra sân bay. Đây là cái hàm răng cũ của cô Phượng khi mà đang đeo cái hàm tháo lắp. Hàm tên. Tháo lắp, dạ. Yeah. Tăng cái tiếng lên tí. Khiếp nhỉ? Dạ. Yeah. Đẩy lên nữa. Rồi, bây giờ. Ở đây á, mình có cái hình này á. Có cái hình trước có. Đây mình sẽ tạo hình dưới trước. Cái này mình sẽ làm cái răng dưới trước. Bởi vì là cái đường cong Sophie của cô nó là không có thẳng. Khi mà cô nói là sẽ nhìn thấy cái răng nhọn ở phía trước. Đó, mình phải cắt đi. Cô xem lại có ghê không? Có sợ? Quen rồi. Nhưng mà được cái là xương của Phượng rất cứng nhá. Mọi người nhìn cái mũi khoan này. Tức là mình khoan mãi thì nó mới được cái mũi định hướng đầu tiên. Tại vì nó rất là cứng, xương rất là tốt. Tại vì cô Phượng bơi mà. Cô Phượng là vận động viên cho nên là xương cứng lắm. Cái bản xương mặt ngoài hàm trên của cô Phượng là bị lép. Thì mọi người có thể nhìn thấy khi mà mình banh cái môi ra thì mình thấy là hoàn toàn là nó thành một cái giống như là một cái hồ. Xương nó bị tiêu. Đấy, nhưng mà vặn rất là chặt tay bởi vì xương rất là cứng. Mặc dù nó tiêu ở ngoài là bởi vì là mất răng lâu năm. Dạ. Và mình dùng cái hàm tháo nó lắp vào. Dạ. Còn đây là mình đã ghép xương rồi và sau đó thì khâu đóng lại cho cô. Dạ. Để mình tiến hành cắm 6 cái implant hàm trên. Và ở dưới thì mình cắm 2 implant và sau đó là mình tận dụng những cái răng giả còn lại để mình làm một cái phục hình cố định. Trong vòng mấy tiếng mà mình cấy xương implant ta? Cái này cái quá hôm đấy phẫu thuật là mình phẫu thuật trong vòng tầm 2 tiếng rưỡi. Rồi nhổ 7 cái răng. Dạ vâng. Rồi cấy xương mấy cái nữa ta? Xương thì mình cấy toàn bộ cái vùng 4 răng cửa là mình cấy xương. Đây là cái hình ảnh cái hôm mà ta lắp cái hàm tạng. Cái hàm tạng mình được lắp sau đó 2 ngày. Dạ đúng rồi. Chính xác là 24 tiếng hơn một chút. Mình lắp cái hàm tạm xong rồi bắt đầu mình tiếp tục cái hàm dưới. Dạ vâng.
Đây là cái hình sau khi mà lắp cái hàm tạm cho cô ấy, thì mình sẽ thấy rằng là đây là cái thiết kế khớp cắn chuẩn sách giáo khoa. Tức là mình sẽ tạo ra một cái độ cắn chùm, độ cắn chìa, làm sao cho cái độ cắn chùm, độ cắn chùm tầm khoảng là 3mm và độ cắn chìa tầm khoảng 2mm. Nhưng mà khi mà cái hình ảnh này ấy, thì mình có thể nhìn thấy là cái răng nó hơi cục vào trong. Nguyên nhân là bởi vì cái hàm dưới của cô nó lùi, hàm dưới của cô nó bị lùi. Thế cho nên là với cái thiết kế như thế này ấy, thì chúng ta sẽ có một cái thẩm mỹ đẹp hơn răng cũ, nhưng mà chưa tối ưu. Mình sẽ coi tiếp. Thì sau khi mà mang hàm tạo một thời gian rồi, bắt đầu mình sẽ quan sát cũng những cái video này, bắt đầu thiết kế lại. Và đây chính là cái hàm vĩnh viễn ngày hôm nay lắp. Chúng ta thấy rằng là cái phần lợi ở phía ngoài đã được đắp dày lên để nâng đỡ cái môi tốt hơn. Và cái trục răng chúng ta làm chìa ra ngoài một cái góc nghiêng, để làm sao cho khi mà mình cười thì có cái độ mà rìa cắn răng cửa hàm trên nó gác vào môi của hàm dưới. Thì như vậy thì luôn có cái cảm giác tràn đầy, cái cảm giác mà khi mà mình bắt đầu nói một cái âm tiết gì đó thì nó rất là đẹp. Trong nữa chúng ta có thể coi trực tiếp luôn. Để ví dụ cô hé hé này vậy thôi là đã thấy là có cái sự chạm rồi, là nó mới duyên. Dạ đúng rồi, nó mới duyên. Cái đây là cái hình ảnh mà hôm nay Thịnh vừa quay cách đây 2 tiếng, khoảng 2 tiếng thôi. Thì thực ra mà nói là lắp cái hàm vĩnh viễn này thì bọn mình cũng lắp từ hôm qua đến hôm nay. Tuy nhiên là nhìn thấy có cái vấn đề mà có thể sửa được thì đã sửa, và cô đã ở lại Thái Nguyên cũng là một nơi xa xôi nữa để mà fix cho nó hoàn hảo nhất. Thì cái này là cái mà sáng nay chúng ta vừa mới lắp. Cái yêu cầu của cô Phượng là không được làm cái răng mà nó giả, mà mình phải làm sao cho nó thật. Tức là không chơi cái style là nó trắng bóc hết tất cả mọi thứ, không phải như vậy, mà mình sẽ phải có những cái vùng chuyển màu khác nhau ở trên răng. Thì đó là một cái yêu cầu tương đối là cao. Thế cho nên là anh em sẽ phải làm việc tập trung hơn. Đây là cái hình ảnh hàm răng cũ. Chúng ta thấy là để cơ cấu lại cái hàm răng này thì chúng ta còn cần một cái kế hoạch nó rất là toàn diện. Và may là cô Phượng cũng là rất là chịu chơi, cho nên là tất cả mọi thứ là toàn diện hết, làm đẹp hết. Thế cho nên chúng ta mới có một cái kết quả như vậy. Đây là cái hình ảnh khi mà lắp hàm tạo. Bị sưng. Dạ vâng, bị sưng. Không phải bị... Và đây chúng ta sẽ coi cái hình ảnh mà lắp hàm vĩnh viễn hôm nay. Đây chính là cái hình vừa chụp và chưa trang điểm mọi người nhé. Nó chỉ là tất cả mà vừa mấy cái lúc mà quay video thì trang điểm một chút để lên quay video cho đẹp, nhưng mà cái hình ảnh chụp đấy là chưa trang điểm gì hết. Chưa trang điểm là đúng rồi. Mà mình thấy là đường cong spi của cô bị ngược hoàn toàn. Cái cô không có được may mắn mà có cái natua mà đẹp, không có đẹp. Dạ. À, bây giờ thì đây mình đã cơ cấu lại cái hàm vĩnh viễn. Mình thấy là cái đường cong spi rất là tuyệt vời. Một cái đường cong spi là cái gì? Tức là cái độ phẳng từ trong ra ngoài của cái mặt phẳng cắn. Thì khi mà mình có một cái độ phẳng như vậy á, thì các cái hướng dẫn của lồi cầu thì nó sẽ tốt hơn, hàm răng tối ưu hơn. Mình sẽ không bị những cái bệnh liên quan đến cái hệ thống cân bằng đầu mặt. Rất là tốt. Ngoài cái chức năng ăn nhai rất là thẩm mỹ thì toàn bộ khối xương mặt thì chỉ có hàm dưới là di chuyển được thôi. Thế cho nên là nếu mà nó bất cân xứng thì là nó sẽ dẫn tới có những cái bệnh về đầu mặt. Đây, mình sẽ dừng lại ở cái Ôi, hình ảnh này. Trẻ quá luôn. Mình thì không có được may mắn mà có cái natua đẹp. Đó. Dạ. Nên là cái hàm dưới của mình nó ngủ nghiến răng quá, nó mòn. Dạ đúng rồi. Đó. Bây giờ là làm lại là everything ok. Yeah. Hôm nay là reaction này là có gọi hai bác sĩ trẻ mới ra trường này. Thì có những cái kiến thức được trang bị trong trường rồi, thì bây giờ mình coi những cái trường hợp thực tế này để hy vọng các bác sĩ trẻ sẽ yêu nghề hơn này, học tập chăm chỉ hơn để mình có thể sau này mình cũng sẽ tạo ra được những sản phẩm tốt, để sau này còn thay thế anh Tùng nữa. Anh Tùng anh già rồi thôi, anh rung tay anh không làm nữa đâu. Lúc đấy là chỉ có vạch kế hoạch. Bây giờ mình nhìn em dạ. Phương, em nhìn hai cái hình này thì em thấy là cái ngoài mặt nó khác như thế nào? Đúng rồi. Cái khi mà qua thì đầu tiên em đánh giá qua thì là giống cô trẻ hơn rất nhiều. Yeah. Và về khớp cắn và khuôn mặt của cô thì hài hòa cân đối. So với để làm để đánh giá về ngoài mặt. Còn về bộ răng thì tuyệt vời rồi. Đầu tiên mình thấy là mặt cô dài hơn. Vâng. Cái này mặt trái xoan, cái kia là mặt trái bầu. Cái này á là cô Phượng nói nha, nhận xét của cô Phượng chính xác luôn. Khi mà cái răng mình nó dài xuống thì nó tạo cho khuôn mặt mình nó thon lại. Dạ, đúng khi rồi. Mà cái răng mình nó ngắn đi thì khuôn mặt mình nó bè ra.
Và hơn nữa cái tuổi 60 mấy rồi thì cái chân trung này nè, cái môi này nè, nó bị chảy. Cho nên nó làm lấp đi cái hàm răng thật của mình nữa, cho nên không có thấy răng. Bây giờ thì bác sĩ Tùng design cái hàm răng mình dài thêm, cho nên nó rất là chuyên, rất là ok. Nó rất là hài lòng. Nó là trên lệch phải là 8 tuổi nhỉ. Bây giờ mình có thể thấy là mình sẽ coi cái hàm răng cũ ở đây là cái hàm răng mà đang đeo cái hàm giả tháo lắp. Nó sẽ làm cho cái kích thước dọc của cái tầng mặt dưới của mình nó bị giảm xuống. Bởi vì các răng nó mòn xuống, kích thước dọc giảm xuống thì cái mặt mình nó sẽ xuất hiện rất là nhiều nếp nhăn. Dạ, bởi vì rồi. Mình đang tưởng tượng mình kéo giãn ra như vậy á, thì nếp nhăn nó sẽ bị mờ đi. Còn mình để né nó lại thì nếp nhăn nó sẽ nhùng lại, đúng rồi. Thì ở đây á, mình đã nâng cái khớp, bởi vì lúc nãy có nói với mọi người là cái đường cong spi của cô bị ngược, cho nên mình lại quyết định mình không cắt ngắn cái răng cửa hàm dưới, bởi vì cái răng cửa hàm dưới của cô đã mòn rồi. Thế bây giờ mình cắt ngắn đi để mình lấp đầy bằng cách là mình làm cái răng sau mình cho nó bằng đi, thì cái khi đó mình dễ làm hơn. Thế tuy nhiên rằng là nhìn cái răng cửa hàm dưới rất là kỳ, khi mà nói chuyện thì nhìn thấy toàn lợi chẳng nhìn thấy răng đâu cả, cho nên sống là quyết định là giữ nguyên kích thước răng cửa hàm dưới. Nâng được cái khớp cắn hàm dưới này thành một cái đường cung rồi thì bắt đầu mình thiết kế cái hàm trên chạy vào cái răng nanh, nó hơi gác khẽ vào đây tí. Đó mới duyên đó. Nó không khảnh theo kiểu là dạ, nó quá nhưng mà đẩy kỹ mình sẽ thấy. Nó duyên, đẩy thấy nó tạo cho cái môi mình nó sinh động thêm một chút. Cái môi này á, mình mọi người sẽ thấy là cái này có ăn gian, cái môi mình bôi son đỏ hơn cho đẹp hơn, đúng. Nhưng mà cái này là tại vì là phòng khám có một cái spa luôn, thế là đưa cô Phượng đi để cô Phượng xăm môi luôn, xăm môi xăm spa luôn, chứ đó cũng không phải là bôi để ăn gian, mà bây giờ đúng là nó như vậy luôn đó. Không thì cô Phượng thì chuộng cái natua từ nào giờ không có thích xăm môi. Dạ. Nhưng mà cái chỗ xăm môi này á, subi này á, là cô ấy xăm rất là tự nhiên mà không đau gì hết. Cô Phượng nằm ngủ thức dậy là có cái môi rồi. Bây giờ đang cái ngày hôm nay là đang dưỡng, nó mới tróc ra thôi, đang dưỡng cái son bóng để lên màu thôi, đang dưỡng ngày thứ nhất. Ngày thứ nhất hay thứ nhì gì đó. Mình đã làm được rất là nhiều việc, cơ cấu lại đường cười này, mình làm phồng toàn bộ cái vùng môi trên này, mình làm tăng cái kích thước của mặt này. Và đương nhiên thì đối với thẩm mỹ của răng ấy, thì bởi vì là răng nó phải đọc trong cái khuôn mặt, và đôi khi làm cái răng rất là đẹp nhưng mà nó không hài hòa với khuôn mặt thì nó cũng không đẹp. Bởi vì răng nó chỉ là một cái bộ phận của khuôn mặt thôi. Thế mình làm răng làm sao mình sẽ ốm, làm sao đó để cho mình đặt vào cái khuôn mặt nó phù hợp, nó đẹp. Như vậy là mình sẽ có cái thẩm mỹ vi thể, tức là cái thẩm mỹ của từng chiếc răng, và thẩm mỹ đại thể là trong một cái thẩm mỹ của toàn khuôn mặt. Nó tạo ra một cái thần thái, mình nhìn thấy một cái thần thái rất là trẻ trung, giống hệt là đang nói với cô là giống hệt Dương Tử Quỳnh. Nếu mà mọi người có đam mê điện ảnh nhìn á, Kiên có thấy giống Dương Tử Quỳnh không? Rất là giống, đúng không? Cái hình này á thì nó giống cái hình mà hồi xưa Phượng còn đi học á, cái mặt nó dài dài như vậy. Được, khi mình già đi á thì nó thành cái mặt này. Điều quan trọng là ăn nhai, chắc chắn là bác sĩ Tùng khẳng định ăn nhai là rất là tốt này. Đau đớn là không có đâu. Không có. Mình sẽ có thể thỉnh thoảng cũng có sẽ một số cái như sưng lợi hay một chút, hay là ngứa chỗ này ngứa một tí, nhưng mà cái đó rất là nhẹ nhàng, và kể cả cái hàm răng thật của mình á, mình cũng sẽ phải đối diện với tất cả những cái chuyện đó. Nhưng mà về cơ bản thì cháu nghĩ là cái hàm răng này cô sẽ dùng cả đời đấy. Bây giờ là 63 tuổi, 20 năm sau 83 tuổi, ok. 83 tuổi vẫn khỏe mà, 83 tuổi vẫn về Việt Nam thăm bác sĩ Tùng. Hơi nữa không trọng nữa, chắc không còn sức khỏe trọng. Cái này cô làm ở Hà Nội, và cô Phượng có nói rằng là bây giờ là làm nào đó để vào Sài Gòn đi, sau này cô bảo dưỡng nó cũng khỏe hơn. Rồi là các cô, các bác khác đi về Sài Gòn dường như là sẽ thuận lợi hơn. Thế cho nên là phòng khám cũng quyết định là sang năm á sẽ... chắc chắn sẽ vào Sài Gòn, bước chân vào miền Nam. Dạ, cô Phượng ở Đức là về là hơn 9.000 cây mà cô nhỉ. Dạ. Đúng không? Bay là tầm rồi. Dạ. Nhà thì ở Phan Rang nữa, rồi bay ra bay vô là ở khách sạn, là ở chừng nào mà bác sĩ Tùng kêu về thì về, còn kêu ở lại là cứ ở. Thực ra mà nói là ví dụ như là chăm sóc điều trị cho những bệnh nhân như cô Phượng là cũng rất là thú vị. Cái điều đầu tiên đó là cô Phượng lắng nghe cơ thể rất là tốt. Bởi vì lắng nghe cơ thể tốt cho nên là biết rằng là tư vấn được can thiệp vào chỗ nào thì mình phải lắng nghe bệnh nhân cho đó, để mình kết hợp với cả những cái kiến thức chuyên môn, những cái đánh giá chuyên sâu về cái khung xương nữa, thì mình sẽ tác động để nó phù hợp. Cái nữa là phối hợp rất là tốt, rồi rất là chịu chơi, nghĩa là cái kế hoạch như thế nào là tốt nhất làm đó. Ở Đức là cô ở thành phố nào nhỉ?
cô ở một cái làng nhỏ. Yeah. Cái làng này nó tên là Sieverstad. Yeah. Là nó cách Phan Phuộc, cái thủ đô Phan Phuộc á, là cái phi trường lớn của Phan Phuộc là độ hơn 100 km. Yeah. Là con gái của cô Phượng là ở Phan Phuộc là cách đó gần lắm. Yeah. Hoặc là chừng khoảng 10 cây thôi. Yeah. Nhưng mà cô Phượng thì ở một cái làng nhỏ. Yeah. Đó, mà cái làng này nói ra thì cái dân bản địa họ biết rồi, vì cái những người ở cái làng này mà chưa ổn định thì không ở được đâu. Yeah. Nó ở giống như yên tĩnh thôi. Yeah. Yeah. Còn bây giờ cô nói chính xác là Mannheim. Rồi từ Mannheim đi đến Sieverstad là khoảng 20 km. Cái làng này là cho dành cho những người mà họ dưỡng già, rồi họ ở trại dưỡng lão, hoặc là chứ còn thanh niên thì ở đó sống được, bởi vì không khí trong lành, không có hãng xưởng, chỉ cho những người mà họ ổn định rồi họ ở. Nếu mà thích sôi động, sống về đêm mọi thứ là không có ở được. Dạ, đúng rồi. Bây giờ mọi người sẽ coi thực tế nhé, thì có thể nhiều người sẽ nói là ảnh là có thể là vẽ, nhưng mà thực ra là bọn mình chưa vẽ gì vào đấy đâu. Bọn mình chỉ có cắt phục phát là cho lên đấy, mọi người sẽ quay cô Phượng cười luôn này để xem cận cảnh thực sự là nó như ra làm sao, có thật là như vậy hay là không. Cái đây là người thật việc thật. Về video thì mình vừa nói vừa cười, không có 3D 4D gì trong đây hết trơn á. Rồi đó là mình nói là như vậy thôi, thì mình hy vọng rằng á là cái nha khoa của bác sĩ bước vào miền Nam để cho tất cả các đồng bào hải ngoại cũng như là trong nước để dễ đến. Để ai cũng có thể mà đến và cũng có thể hưởng được cho mình một cái gì đó. Thật sự là Phượng không ngờ luôn. Nói chung là nó quá cái sức tưởng tượng luôn. Mà nó vui vẻ như một cái gia đình. Rất là cảm ơn trước hết là bác sĩ Tùng. Và thứ nhì nữa là các bạn trẻ trong labo mà đã thức ngày đêm làm cho mình đó, rồi mình cũng tự cảm ơn mình luôn là mình chịu chơi, mình ở lại bất cứ nơi đâu để cho cái hàm răng mình nó ra như cái ý muốn luôn. Mình rất là hài lòng và gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn trẻ trong cái nha khoa Thị Anh ở đây. Người lớn nhất, già nhất là bác sĩ Tùng, 38 tuổi, còn bao nhiêu là trẻ không. Chúng ta sẽ thấy rằng là cái bộ khung của mình là nó là vĩnh cửu, nhưng mà cái răng này cô này, đó là giống như cái áo của mình ấy. Đúng. Cái áo mình mặc. Dạ. Nếu mà cô chịu chơi ấy, cháu cũng rất là thích những cái chịu chơi này. Ừ. Ví dụ 5 năm, 10 năm nữa đi, mình sẽ thay cái áo khác, cái kiểu chính xác khác. Rồi, đúng đấy, rồi. Để mình chơi cái mốt khác, đấy mới là đỉnh thôi. Chuyện nhỏ, miệng nó không đau là được. Nhưng không mà đau làm gì đau nữa. Cái này là nó, những cái đau là nó đã sao ok hết rồi. Bây giờ cái này chỉ là lấy ra rồi, thí dụ sang năm nó ra cái model là răng tròn hay răng dài. Yeah. Hay răng vuông hay răng khểnh, không cũng phải 5-10 năm, răng gì đó nên thì thay, nó không cần 5-10 năm đâu, cái model nào ra là gỡ ra thay cái khác á, đâu có bao nhiêu tiền đâu. Yeah. Cái này là nó làm cho cô Phượng trẻ hơn 10 tuổi luôn. Yeah. Không cần đi căng da mặt, căng collagen gì hết, là không cần căng collagen gì hết, có cái hàm răng vô là nó níu cái mặt ra rồi. Bác Tùng đưa cái hàm rộng ra nữa thì yeah, tất nhiên nó đầy cái má mình lên à. Yeah. Nó không còn nhăn như bên đây. Yeah. Đưa cái hàm rộng ra rồi thêm hai cái răng tuốt ở trong luôn, tổng cộng là bao nhiêu cái không biết, nhưng mà hết có thể luôn. Yeah. Cho nên là hai cái này nó không còn bị già đi. Yeah. Cháu làm một cái ngành nữa rất là chuyên sâu, đó là điều trị các rối loạn về động mạch. Nhưng nếu mà mọi người cảm nhận nhìn cái mặt này, mình sẽ thấy cái bên này sẽ hạnh phúc hơn, có nhìn thấy kiểu thanh thản hơn không? Yeah. Hạnh phúc hơn không? Còn cái kia lo âu hơn không? Không phải là lo âu hơn đâu, mà là bởi vì rối loạn cái hệ thống khớp nhai, khớp cắn. Thế cho nên là khiến cho các cái cơ vùng mặt không được nghỉ. Dạ. Ví dụ như là có vấn đề gì hoặc là cô về Việt Nam cháu tái khám, mình tái khám thôi. Dạ, đúng. Và cháu nghĩ là nếu mà sang năm cô về thì chúng ta sẽ gặp nhau ở Sài Gòn. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Lúc đó thì các bạn miền Nam á, được tiếp cận với bác sĩ Tùng. Lúc đó là sẽ thấy là Phượng không có nói thêm một cái lời nào hết. Đây là Phượng nói bằng sự thật. Phượng rất muốn các bạn mà đến với cái được tiếp cận những cái gì mà giống như Phượng được may mắn á, giống như Phượng không biết gì hết, Phượng đến bắt Tùng là Phượng thấy Phượng được may mắn. Thì Phượng mong mà các bạn tiếp cận được với bắt Tùng thì các bạn sẽ thấy là Phượng nói rất là thật luôn. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Dạ, cô cũng rất là cảm ơn mấy cháu ở đây, nói rất là xúc động luôn và rất là vui vẻ luôn. À, giống như một cái gia đình, chưa bao giờ Phượng thấy một cái chỗ nào mà giống một cái gia đình như vậy. Từ người bệnh nhân cho đến bác sĩ cho đến nhân viên, và sống với nhau như một gia đình. Thật sự cô rất là
rất là ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ, rất là ngưỡng mộ luôn. Thank you.